Chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay có bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài khá là hay các bạn. Đó là doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà khó vay được tín dụng. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh xin nới chuẩn tín dụng một chút trong tình thế bất thường hiện nay. Các anh hiệp hội bất động sản này là lần là sớm quá trời. Hầu thị trường sốt nóng. Buôn bán lời quá trời, anh chẳng kêu chẳng nói gì trời. Mà hồi thị trường khó khăn tí là anh kêu là quá trời quá đất, kêu cứu miết. Đợt vừa rồi kêu cứu chính phủ cũng giải quyết một số nội dung rồi đó, ví dụ như thành lập tổ gỡ khó này, rồi nới râm tín dụng này nọ rồi đó. Nhưng mà khổ nổi bây giờ nới râm tín dụng rồi nhưng mà các doanh nghiệp vay cũng không được. Đợt vừa rồi mình có một cái bài chia sẻ các bạn đó nè. Mới vừa nghe tin ngân hàng nhà nước nới râm tín dụng là một số bài báo đã bốc lên kêu rằng thị trường bất động sản được cứu rồi. Sau khi nghe tin như vậy là các nhà đầu tư rồi các doanh nghiệp vô cùng hồ hởi. Nhưng mà đạt không kỹ. Nới râm tín dụng nhưng mà tín dụng đó chủ yếu là vay dành cho sản xuất chứ có cái đồng nào liên quan đến lĩnh vực bất động sản đâu. Có ra chăng nữa cũng có chút đỉnh thôi, mà cũng ưu tiên cho một số lĩnh vực bất động sản dành cho nhà ở xã hội thôi, chứ còn nhà ở thương mại làm gì vay được đâu. Rồi các doanh nghiệp cũng vay không được, cho nên đợt này là anh đề nghị là tiêu chuẩn nó cao quá, đề nghị nhà nước là hạ bớt tiêu chuẩn xuống, chứ còn giữ tiêu chuẩn như thế nào là anh vay cũng không có được, mặc dù là nới râm tín dụng ở đấy nhưng mà vay cũng không được. Đó, là kêu tiếp. Để mình chia sẻ nội dung cụ thể luôn các bạn ạ. Chiều ngày 22 tháng 12, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đề nghị xem xét khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để giúp doanh nghiệp và người mua nhà được vay tín dụng. Cụ thể, Hiệp hội hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước ngày 5 tháng 12 đã quyết định nới râm tín dụng thêm 1,5 đến 2%. Để có thêm khoảng 240.000 tỷ đồng cộng với khoảng 200.000 tỷ còn lại của râm tín dụng 14% râm cũ đó bơm vào nền kinh tế. Nhưng đến nay chỉ còn 9 ngày nữa là hết năm 2022. Nhìn chung các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà vẫn rất khó vay được tín dụng. Mà nguyên nhân chủ yếu là do ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại không hạ chuẩn tín dụng. Các bạn thấy không, đâu có dễ đâu, mà bây giờ ông ngân hàng ổng cũng bởi dự thế của ổng chứ, bây giờ ổng hạ xuống cho vay lỡ bể đó ai chịu cho nổi. Nghe kêu tiếp. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy trong tình thế bất thường thì nhà nước phải ban hành các giải pháp bất thường để xử lý kịp thời và hiệu quả đối với thị trường bất động sản đang rất nhiều khó khăn như hiện nay. Hiệp hội đề nghị ngân hàng nhà nước xem xét không giữ nguyên si chuẩn tín dụng trong tình thế bất thường như hiện nay mà nên nới chuẩn tín dụng một chút nhưng vẫn không phải là hạ thấp chuẩn tín dụng so với chuẩn tín dụng bình thường như trước đây. Nói chung là anh nôm hơi lòng vàng. Tóm lại là hạ chuẩn xuống để cho được vay, chứ còn giữ như đợt trước là không được nữa. Ông Châu cho biết hiện nay do doanh nghiệp nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại không hạ chuẩn tín dụng nên các ngân hàng thương mại không dám cho vay đối với một số trường hợp. Trường hợp thứ nhất, doanh nghiệp xin vay khoản tín dụng mới mặc dù có tài sản đảm bảo nhưng không được ngân hàng thương mại chấp thuận do doanh nghiệp có khoản vay đáo hạn chưa thanh toán nên không đạt chuẩn tín dụng. Hiệp hội nhận thấy nếu có được khoản vay mới thì doanh nghiệp có thể triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh, tạo được dòng tiền và thanh khoản thì hoàn toàn có thể trả khoản vay mới và thanh toán khoản vay đáo hạn, có lợi cho cả doanh nghiệp và cả tổ chức tín dụng cùng dìu nhau vượt qua khó khăn. Đấy, ông Chào ông nói hiện bây giờ là đang kẹt xin cho vay các khoản mới nhưng mà cái tài sản đảm bảo nó hiện bây giờ là đã cho vay một cái gói trước rồi nhưng mà đáo hạn rồi chưa thanh toán, nhưng mà bây giờ ảnh đòi là vay tiếp, ngân hàng không cho vay đúng rồi chứ. Bây giờ ảnh yêu cầu là cho ảnh vay luôn,
cho anh vay rồi tạo điều kiện hai bên này dìu nhau vượt qua lúc khó khăn khốn khổ như thế này. Thì đó là ý kiến một chiều của hiệp hội thôi, chứ còn ngân hàng là họ cũng có thế, người ta giữ nhé. Ngân hàng về nguyên tắc cho vay là phải có tài sản đảm bảo, lỡ có việc gì anh chạy làng, lỡ có việc gì anh bể nợ thì tôi cầm cái tài sản đó tôi bán. Chứ còn bây giờ tài sản thì có một thôi, nhưng mà cho vay gói đầu tiên chưa trả rồi bây giờ cũng cái tài sản đó cho vay tiếp gói thứ hai nữa, lỡ bể ra thì ai chịu. Ngân hàng cũng là một cái tổ chức kinh doanh, họ kinh doanh tiền mà, họ nhận tiền của khách hàng vào thì họ phải có trách nhiệm, người ta giữ tiền cho khách hàng chứ. Lỡ anh nằm lăn ở đó anh chết thì ông ngân hàng chết theo, ông ngân hàng chết tiền nào trả cho khách hàng, có phải là bể hệ thống ngân hàng không? Nói thôi chứ không dễ đâu. Trường hợp thứ hai này, doanh nghiệp xin vay tín dụng mới và đề nghị được chấp thuận bằng trái phiếu doanh nghiệp do doanh nghiệp đã hết tài sản đảm bảo nhưng không được ngân hàng thương mại chấp thuận, do ngân hàng không chấp thuận tài sản đảm bảo là trái phiếu nên không đặt chuẩn tín dụng. Hiệp hội nhận thấy nếu có được khoản vay mới và được phép thế chấp bằng trái phiếu doanh nghiệp thì đây là nguồn vốn vay quý giá, có tính chất vốn mồi để doanh nghiệp có thể hoạt động đầu tư kinh doanh, tạo được dòng tiền và thanh khoản thì hoàn toàn có thể trả khoản vay mới và các khoản vay cũ. Thì các bạn hiểu như thế này nè, trong cái điều kiện mà thị trường tốt á, thì trái phiếu và cổ phiếu của doanh nghiệp được ngân hàng người ta chấp nhận, người ta cầm cố, người ta cho vay ví dụ như là 30, 50 hoặc là 70% trên cái giá trị cổ phiếu hoặc là trái phiếu đó thôi. Nhưng mà khổ nổi bây giờ thị trường nó xấu quá, cổ phiếu là các bạn biết là ăn rơi tự do, mấy tháng nay cứ trầm trầm trặc miết, có ngáp đào lên được đào cả không lên được. Cho nên anh ngân hàng anh cũng sợ, anh đau giống cho vay cầm tài sản á, đất đai á, lỡ có việc gì xảy ra thì vắt vắt đất vắt đai rồi bán. Chứ còn cầm cổ phiếu cầm trái phiếu chưa chắc, cổ phiếu mà khi thị trường tốt thì nó tăng như điên đó, nhưng mà khi thị trường giảm các bạn biết rồi, từ 100.000 rớt xuống còn có 10.000, có phải là ông ngân hàng cháy không? Trái phiếu cũng vậy, trái phiếu là về nguyên tắc là lỡ cái ông doanh nghiệp bể quá giá toàn bộ cái tài sản của ông, nhà nước thu hầu hết tất tật cái đã, còn bao nhiêu tài sản còn lại mới chia cho cái ông trái phiếu đó. Họ cũng bể ra chắc gì còn mấy đồng trả trái phiếu, cho nên ông ngân hàng ông sợ không cho vay đâu. Trường hợp thứ ba, hiện nay hầu như không có căn nhà ở xã hội trên thị trường, trong khi chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đang thực hiện chính sách giảm giá bán nhà chiết khấu sau dưới 50% dẫn đến giá bán căn hộ tại một số dự án khoảng 2 tỷ đồng một căn, nhưng người mua nhà ở thương mại chưa vay được tín dụng với lãi suất hợp lý. Bên cạnh đó, do gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ giảm 2% một năm lãi suất vay theo Nghị định số 31, nhưng đến hết tháng 10 mới chỉ giải ngân được 21.000 tỷ đồng, chỉ đạt 52%, có khả năng là bị ế, mà nếu không sử dụng hết thì rất là lãng phí nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Các bạn phải hiểu là cái gói 40.000 tỷ đồng này á, là để dành hỗ trợ cho các lĩnh vực sản xuất, chứ đâu phải hỗ trợ cho nhà ở thương mại đó. Rõ ràng rứa, nhưng mà bây giờ ảnh đề xuất, mình nghĩ rằng nay chính phủ cũng không duyệt được đâu, tại vì cái gói này là quốc hội phê duyệt, gói nào cũng ra gói đó chứ đâu phải. Còn muốn hỗ trợ thì phải có một cái gói khác. Quốc hội phê duyệt rõ ràng cái gói 40.000 tỷ đồng này là chỉ dành cho các hoạt động sản xuất, khôi phục sản xuất hoặc là dành cho nhà ở xã hội. Nhưng mà hiện bây giờ nhà ở xã hội ít quá. Ý của ảnh là bây giờ có nguồn tiền dư không biết làm chi, có khả năng là bị ế đó, lãng phí quá. Thôi thì thay vì còn một nửa nữa không ai vay thì cho mấy người mà vay nhà ở thương mại. Khác nhau chứ, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội khác. Nhà ở xã hội là dành cho những người lao động, còn nhà ở thương mại là nó mang tính chất đầu tư. Làm như vậy thì có khi ta không cứu người nghèo nhưng mà là ta đi cứu người giàu, khác nhau chứ. Anh đề xuất mấy cái ớn quá, tiền của dân chứ đâu phải tiền trà rơi xuống đâu.
Nói chung là anh đề xuất ba cái trường hợp theo quan điểm cá nhân mình thấy rất là khó phê duyệt. Đó là ý của mình thôi, chứ còn trình lên lobby hay này này nọ thì có khi giải quyết một phần mà đó thì mình cũng biết. Nhưng mà quan điểm cá nhân mình, nếu như mình là người được phán quyết cái việc đó thì mình không giải quyết những việc này. Tóm lại là như vậy. Còn nhiều người có ý khác, đó là việc của mỗi người. Mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau. Các bạn biết là hiện bây giờ là kinh tế của chúng ta đang đối diện rất nhiều khó khăn. Có một cái bài mình có ý chia sẻ với các bạn này. Đợt vừa rồi tại một cái diễn đàn này do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì các bạn này. Nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có. Khó khăn lắm, chứ không riêng gì lĩnh vực bất động sản đâu. Tình hình quốc tế là các bạn biết là đang diễn biến rất phức tạp. Kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều điều bất ổn. Lạm phát đang duy trì mức rất là cao. Chưa hạ xuống được. Kinh tế có nguy cơ rơi vào suy thoái. Sức cầu yếu, lãi suất là cao, lạm phát là cao. Rồi tình trạng thiếu hụt năng lượng, rồi xung đột quân sự. Tình hình trong nước các bạn biết là tháng 11 vừa qua là xuất khẩu Việt Nam đã giảm tốc rồi đó. Các khu công nghiệp có đến hàng ngàn công nhân nghỉ việc. Mình cho rằng nhà nước nào họ cũng quan tâm đến người lao động trước tiên cái đã. Tại vì nếu để tình trạng thất nghiệp với một số lượng lớn sẽ gây ra loạn lạc xã hội. Nếu chính phủ có cứu thì mình nghĩ rằng chính phủ sẽ tạo những điều kiện tốt nhất giúp đỡ những doanh nghiệp tạo ra nhiều công ăn việc làm trước tiên cái đã. Rồi mọi thứ ổn định, kinh tế đau vào đáy. Lúc đó mới nói đến hỗ trợ lĩnh vực bất động sản. Vừa rồi chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành tháo gỡ cho thị trường bất động sản đó. Nhưng mình có cảm giác như thế này các bạn này. Mình có cảm giác là chính phủ cũng vừa lắng nghe vừa nghiên cứu giải pháp. Rồi có những chính sách tháo gỡ. Nhưng mà cũng vừa để cho thị trường điều chỉnh. Để cho thị trường thanh lọc. Để cho các doanh nghiệp tự phát huy nội lực. Tự khắc phục hậu quả do chính mình gây ra. Có như vậy thì mới loại những anh yếu kém ra khỏi cuộc chơi được. Chứ không thị trường mà anh nào cũng dàn quân tiến tới, nó đâu phải là thị trường. Thị trường là phải có sự cạnh tranh và có sự thanh lọc. Các anh tập đoàn lớn, ảnh không lường trước hết thị trường. Ảnh không lượng sức mình như thế nào. Ảnh đua nhau phát hành hàng mấy trăm ngàn trái phiếu như vậy. Giờ khó khăn kêu chính phủ cứu. Mấy trăm ngàn sao cứu được. Phải tự lượng sức mình, phải dự báo khả năng hấp thụ thị trường là bao nhiêu. Anh nào cũng đổ tiền xây dựng, giờ tồn kho quá khủng. Số lượng tồn kho bây giờ là chưa chính xác nhưng mình nghĩ số tiền rất lớn. Nếu quy ra tiền là một số tiền rất lớn. Thấy khi nào có nguy cơ đổ vỡ dây chuyền á, ảnh hưởng hệ lụy đến nền kinh tế thì lúc đó chính phủ mới thực sự ra tay một cách mạnh mẽ, quyết đoán. Với tình cảnh lúc này chúng ta ngầm hiểu như thế này nè. Chính phủ cũng biết đó, cũng cố gắng giúp các chú đó, nhưng mà các chú cũng phải tự nỗ lực, các chú phải tự khắc phục cách này hay là cách khác gì đó. Khi nào mà bơi không nổi nữa, uống nước no nê, có khả năng chết chìm, lúc đó mới thả cái phao ra cứu các chú. Thế còn bây giờ cả nước nó khó khăn mà chứ đâu riêng gì lĩnh vực bất động sản đâu. Những nơi nào khó thì phải cứu trước đã, mà cứu là cứu người nghèo trước đã. À, người nghèo là cái người cần nhất, an sinh xã hội là nó nằm ở người nghèo. Thế còn thị trường bất động sản là thị trường của những người giàu mà, chứ đâu phải thị trường của những người nghèo đâu. Đó, chúng ta phải đặt trong một cái bối cảnh của quốc gia đang cái thời điểm này nó là như vậy đó các bạn. Trước rồi sau rồi thì chính phủ cũng phải có những giải pháp này nọ cũng hỗ trợ thị trường thôi. Nhưng mà mình nghĩ không có đánh liền đâu. Chính phủ bây giờ vừa hỗ trợ nhưng mà cũng vừa để từ 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 để coi thử thị trường nó diễn biến ra sao, rồi các doanh nghiệp người ta nỗ lực tự ảnh bơi như thế nào, người ta không ổn lúc đó mới cứu ảnh, cứ miết cũng thành thú quan chứ không phải đơn giản đâu các bạn nghe. Cứ miết là sao cái ảnh cây thu chu kỳ tới mình cũng chơi túc, mình phát hành trái phiếu mình cũng chơi tắt tật cái răng á, thế nào rồi chính phủ cũng cứu thôi, cây miết là chính phủ cũng cứu thôi. À, như vậy là mạnh anh nào mạnh anh nó đổ tiền ra xây dựng rồi vay tùm lum tà la hết.
đổ bể ra đó thì ai chịu. Ông doanh nghiệp thì cùng lắm thì ông thả thí và chè ra thôi, làm chị chết là dân chết các bạn. Nó dân bây giờ nói bạn là cho vay trái phiếu bây giờ đứng hình đi trang luôn. Nó cho vay những dự án đợt vừa rồi các bạn biết rồi đó, bao vay biết bao nhiêu doanh nghiệp khóc ròng luôn. Đợt vừa rồi mình đọc một số comment anh em kêu rằng để cho doanh nghiệp bất động sản chết, nhưng mà khổ nổi đa phần ông chết đâu, ông chết thì mình không có nói nhưng mà dân chết theo, hàng ngàn nhà đầu tư người dân họ không biết, người ta mua trái phiếu các doanh nghiệp bây giờ là chết đứng luôn. À, câu chuyện là làm gì đó các bạn, chính phủ sẽ cứu nhưng mà mình nghĩ tới một cái mức nào đó rồi cũng sẽ cứu, nhưng mà cứu bằng nhiều chính sách, bằng nhiều biện pháp, nhưng mà phải để cho ông doanh nghiệp ông phải tự giải cứu ông đã, ông tự ông khắc phục được những sai lầm, những khuyết điểm của ông đã. Quá lắm kìa, thấy tình hình mà nguy nan lắm thì chính phủ mới ra tay. À, chứ còn bây giờ thì cứ để cho anh ba cái đã, cho anh uống nước nào tính tiếp. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. À. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.